cái phần mà thường thường người ta coi rất là thường và người ta cũng luôn luôn có cảm giác là ai cũng có thể thích cái này bởi vì nó vừa quá. Nhưng mà thực tế thì đến 99,99% có cái gì hết. Trước khi chúng ta muốn nói cái thuốc giảm đau thì chúng ta sẽ phải nói về cái điều quan trọng nhất, đó là cái đường dẫn truyền của cái cảm giác đau. Cái đường dẫn truyền của cảm giác đau, cái đường dẫn truyền đó được người ta gọi là cái bó để dẫn truyền cảm giác chính của em, người ta gọi là bó lateral spinal canal. Nhìn như vậy có thấy được ra nó làm sao chứ? Tại sao lại gọi là lateral? Tại vì nó chạy một bên, phải chưa? Tại sao lại gọi là spinal thalamic? Gai hồi nào? Từ cái tủy sống, thấy chưa? Đi đến cái đồi thị. Thật ra cái chữ lateral spinal thalamic nó chỉ định có một cái đường của một cái neuron. Thấy rõ chưa? Thấy rõ chưa? Nó là từ chỗ này đi đến lại đi đến cái đồi não. Thật ra cái đường dẫn truyền này có tới ba cái neuron. Cái neuron thứ nhất thì ta gọi là cái neuron ngoại biên, hay là cái neuron mà nó bắt đầu nó dẫn cái cảm giác từ các cái phụ cảm đau ở dưới da chúng ta, hoặc là ở nằm trong vắt của các cái cơ quan nội tạng. Cái neuron thứ hai là cái neuron nó đi từ cái sừng sâu tới sừng sâu, nó lên cái đồi não. Và có một cái neuron thứ ba, nó đi từ cái đồi não đi lên trên cái vỏ não. Chỉ có khi nào cái thông tin nó được dẫn tới vỏ não thì chúng ta mới ý thức được một cách rõ rệt đó là cái cường độ của cái cảm giác đau cũng như cái vị trí của cảm giác đau. Và cái đường này đặt tên theo anatomy, chúng ta thấy là họ chỉ định chỉ có bao nhiêu, đúng cái neuron thứ hai. Thấy rõ chưa? Thấy rõ chưa? Đó là ba cái đường dẫn truyền của cái đường cảm giác đau. Và luôn luôn chúng ta sẽ phải nhớ rằng cái chỗ này nó có ba cái đường dẫn truyền. Trong đó như cái tên gọi spinal thalamic, chúng ta sẽ thấy là nó khởi đầu ngay cái sừng sâu của tủy sống. Thấy chưa? Cái sừng sâu của tủy sống là một cái vị trí quan trọng cực kỳ trong cái chuyện tạo thành cái cảm giác đau, cũng như là làm biến đổi cái cảm giác đau. Vị trí này là vị trí quan trọng đầu hàng đầu. Coi đây có cái animation không? Phải không? Phải không? Để yêu quan Phan đã được bật ra rồi. Bây giờ tập trung nhìn ở đây nè. Cái đầu của con nó đơn giản mà nó ấu kỹ tới độ là nó không đáp ứng nổi cái sự phức tạp của cái hệ thần kinh. Do đó tụi con phải tập trung, hiểu chưa? Tức là phải lên duyên thiều cho cái hệ thần kinh của tụi con. Bởi vì bình thường nó nhão lắm, nó không đủ sự phức tạp và nó không đủ sự tinh tế để theo dõi những cái chuyện này. Thấy rõ chưa? Rồi, bây giờ chúng ta nhìn hai cái hình A và cái hình B ở đây. Rồi, đưa lên lại cho cô Yến. Có cậu tình nguyện, tức là tình nguyện sẽ bật cái phim lên. Thôi rồi, con sẽ hãy tập trung vô cái chuyện nghe thôi, con chú ý vào chuyện bật. Lên như thường mình kính lại cái đàng hoàng. Cái thần kinh tụi con bình thường trong lúc sáng suốt nhất nó đã nhão rồi, chứ chưa phải là cái giờ buồn ngủ như giờ này nữa. Hiểu chưa? Mắt có thể mở nhưng mà chẳng có cái gì vô đầu hết.
cái đó là quy luật á. Bây giờ chúng ta nhìn hai cái đường này thì chúng ta sẽ thấy cái hình ở bên trái đây cái hình A một neuron, ở đây là cái mô ngoại biên hoặc là da hoặc là cái nội tạng vân vân. Nếu nó có một cái injury, một cái thương tổn thì nó sẽ dẫn truyền cái luồng thần kinh. Thấy nó đi vô cái sừng sau không? Nó dừng lại đây không? Sau này cái neuron thứ hai nó sẽ chạy lên đến cái vùng thalamus. Thấy chưa? Rồi nó đi lên trên não. Cái chữ SS này là cái gì mấy em? Somatosensory cortex. À, cái chữ F này là cái chữ frontal, cái thuyền trái. Cái chữ C này là chữ cingulate, một cái vùng mô não ở chung quanh, ở phía trước của cái thể trái. Biết cái cingulate này không? Hồi gì? Hồi gì? Hồi đai, ở thì cũng có thể coi là như vậy được. Chúng máy đặt ra cái tên như thế nhưng mà thiệt ra nó cũng chả có ý nghĩa chó gì của cái tên đó. Cái điều quan trọng là nó nằm ở vị trí nào. Rồi thì chúng ta sẽ thấy là những cái vùng tận cùng trên vỏ não này mấy em, thật ra nó rất là phức tạp chứ không có hề đơn giản. Nhìn cái đường dẫn truyền đi lên trên cái frontal, cái vỏ não của cái vùng trán, phải chưa? Xong rồi cái sensory ở cái vùng sau cái rãnh rolando và cái vùng đi lên cái cingulate, thấy chưa? Thì chúng ta sẽ thấy là cái gì? Cái sự dẫn truyền cái cảm giác đau, cái mà chúng ta muốn chú trọng nhất là cái cảm giác khó chịu. Nhưng chúng ta ít khi nào lưu ý đến điều này, mấy em. Sự dẫn truyền của đường cảm giác đi lên trên phuyền trán, nó sẽ làm cho giảm chức năng của cái phuyền trán. Đau là không có suy nghĩ được cái gì nữa, tin không? Có tin là mỗi lần nhức răng là không có học được cái chó gì không? Có không? Xong rồi nó lại còn rối loạn mấy cái hành vi của cái tâm lý nữa, được chưa? Bị đau là dễ kiếm cái gì để rút giận đó, thấy không? Ở nhà có nuôi chó thế nào cũng suốt con chó làm phát, hiểu chưa? Thằng nào không có nuôi chó, nhà không có nuôi chó cũng không có bồ, nó lại chút giận nó lên bồ, nó đi suốt lên bồ phát, có không? Có không? Khi nào người ta bị đau mấy em, người ta trở nên bản năng hơn, hay nói một cách khác mang rợ hơn, đó là cái điều mà phải lưu ý đó. Chính vì vậy khi mà mấy em làm cái nghề này, khi mà mấy em tiếp xúc với bệnh nhân, mấy em cố gắng làm sao để giữ cho cái thân thể của mình nó không có cái gì đau, hiểu chưa? Hiểu chưa? Tại vì tất cả những cái đau mình tưởng chừng như mình chịu đựng được, nó sẽ rút lên bệnh nhân đó. Và cái đường đó là cái đường này, không có nghi ngờ gì hết, nó rất là rõ ràng. Rồi bây giờ chúng ta nhìn qua cái hình B. Như tôi nói, nếu cái đường tổ chức đau chỉ có như thế này thôi, mấy em sẽ không có khả năng chịu đựng nổi cái cảm giác đau thường nhất. Một cái kích thích thường nhất, nó có thể cho chúng ta cái đau kinh khủng nhất. Nghe mấy em? Hiểu không? Ví dụ như là chỉ cần một sợi tóc hay một cái bông gòn chạm vô da mấy em thôi, nếu chúng ta cái đường dẫn truyền đau của chúng ta nó như thế này, mấy em sẽ không thể nào chịu đựng nổi cái cảm giác đau đó. Trong khi chúng ta có thể chịu được là tại sao? Tại vì cơ thể chúng ta nó có một cái đường ức chế đau. Cái hình B mấy em nhìn thấy, một phần nó phát xuất từ trên vỏ não ở phuyền trán mấy em, một phần khác thì nó phát xuất từ đâu? Nó phát xuất từ cái vùng dưới đồi. Cả hai cái đường dẫn truyền này nó đều đi đến để nó tận cùng ở trong cái vùng gọi là vùng não giữa. Nhìn thấy rõ chưa? Cái bó từ trán này nó đi xuống, thấy chưa? Nó sẽ chạy vô cái bó ở phía trước này. Còn cái từ hypothalamus nó đi vô cái chất xám quanh đường ruột. Có bao giờ nghe chữ đó chưa? Chất xám quanh kinh tủy nghe bao giờ chưa?
Đó chính là cái vùng chất xám ở xung quanh cái kinh gọi là kinh Sinvius. Nó mở từ cái não thất 3 xuống cái não thất 4, biết không? Biết không? Đó, cái vùng đó nó gọi là cái kinh quỷ. Hay là cống cũng được. Có nhiều người khoái kêu tiếng Việt Nam dịch cái chữ đó là chữ cống cũng chả sai. Ý là kinh thật sự nó có nghĩa là cái cống. Trong cái sách sáu quanh kinh tủy này là mấy em, một cái đặc điểm kinh hồn nhất của nó là chỗ này tập hợp những cái thân neuron, mà những cái thân neuron đó nó sẽ tạo ra rất nhiều cái chất được gọi là phúc điện nội sinh. Nghe chữ đó bao giờ chưa? Nghe bao giờ chưa? Ăn đọc phim cái phúc điện nội sinh. Chuyện này nhỏ thôi nhưng mà nhắc nhở với anh con chút, lần sau vào thí dụ với cái bản vật chừng này người hãy cố gắng cử một người lọc cái bản cho nó sạch. Thầy vẫn thấy sinh viên ở trường nào mà đi dạy học vô trong giảng đường giống như là mua vé để xem phim, để mẹ cái thằng bán vé nó làm gì thì nó làm, hiểu chưa? Dạy học không phải là show biết, hiểu không? Và tụi con đến đây cũng không phải để mua vé xem nữa. Trước khi học bất cứ cái gì thì ta phải học làm người đã. Có cái chất tiết ra từ đó, người ta sẽ gọi nó là những cái endorphin, chất phúc điện nội sinh. Cái endorphin này nó gồm có hai chất beta endorphin và một chất nữa nó gọi là chất amphetamine. Nó gọi là chất amphetamine. Cái amphetamine này nó có hai cái chất khác nhau, tùy thuộc vào cái sự mở đầu của cái amino acid trong cái chuỗi của nó. Cái mở đầu của methionine nó sẽ gọi là meth amphetamine. Cái là mở đầu của cái leucine thì nó sẽ gọi là leucine amphetamine. Và nguồn gốc của tất cả những cái chất này nó được tổng hợp ở đây nè, xung quanh cái chất xám quanh kinh tủy này. Còn cái đường ở trên não đi xuống, trên vỏ não vùng trán đi xuống, nó vô chỗ này rồi mấy em. Ở đây cũng là một cái nhân chất xám của não. Cái nhân này nó có tên là nhân phá phê cửa. Ở đó lại là chỗ tiết ra serotonin. Rồi chỉ cho xem cái phim ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ xem cái đường dẫn truyền của cái cảm giác. Đây là một cái người đang đi và khi họ va chạm, ta sẽ thấy là cái luồng thần kinh nó được dẫn truyền vô tủy sống. Và khi nó được dẫn truyền vô tủy sống thì chúng ta sẽ thấy nó tận cùng cái sự sau của tủy sống. Và khi chúng ta biết là cái rễ sau của tủy sống gồm có rất là nhiều loại sợi thần kinh có kích thước khác nhau, biết có nhiều sợi thần kinh có kích thước khác nhau không? Tùy theo có bao nhiêu myelin không? Ở sừng sau của tủy sống, bộ
cũng tương tự như là cái nó có một phần giống như cái sừng trước thôi, nó có một phần giống như cái sừng trước. Cái phần giống đó là cái sợi có rất nhiều phía đi, người ta gọi đó là sợi A alpha. Nhưng mà tỷ lệ của cái sợi này rất là nhỏ trong cái tuần, trong cái sừng sau, trong cái rễ sau, trong khi nó rất là nhiều trong cái rễ trước. Cái sợi đó được gọi là sợi A alpha. Cái tốc độ dẫn truyền của cái sợi thần kinh của cái sợi A alpha nó có thể lên tới 120 m trên một giây. Kế đó có cái sợi ít myelin hơn, người ta gọi đó là sợi A beta. Tốc độ dẫn truyền của nó có thể lên tới 70 m trên một giây. Cái loại sợi thứ ba đó là loại sợi A delta. Tốc độ dẫn truyền tối đa nó vào khoảng 30 m trên một giây. Cuối cùng cái sợi gọi là sợi C, đó là cái sợi thần kinh hoàn toàn không có myelin. Tốc độ dẫn truyền của nó 2 m trên một giây. Ở trong những cái sợi dẫn truyền này thì cái sợi A alpha, con đem này ra con nhúng nước đi cô tí. Con biết thằng con trai bạn nhất là thằng gì không? Đó là thằng cô tí. Phần lớn thì con còn là dưới tiêu chuẩn cô tí. Biết cô tí không? Cô tí là một thằng được lựa, thằng con trai được lựa Việt Nam. Ẩm tỏm thấy chuyện gì không bình thường là ra tay. Ví dụ Lục Vân Tiên là một thằng cô tí. Thấy chưa? Hiểu chưa? Còn xìu xìu như tụi con chưa đủ tiêu chuẩn cô tí. Rất có thể là hai phai xanh phai nhớt thì cái giữa. Rồi thôi để im đó đi con. Được rồi. Cái sợi A alpha, nếu chúng ta kích thích một cái bên ngoài, có phải là tốc độ dẫn truyền nhanh nhất sẽ là sợi A alpha không? Phải chưa? Và tốc độ dẫn truyền chậm nhất có phải là sợi C không? Cái sợi C này nè, với tốc độ dẫn truyền khoảng 2 m trong một giây, nó là cái đường dẫn truyền chậm nhất đâu. Còn tất cả những cái sợi trên này nè, không có hề dẫn truyền chậm nhất đâu. Mà nó dẫn truyền cái cảm giác gì để định vị chính xác cái vị trí của cái đầu. Có hình dung ra không? Có hình dung ra cái điều thầy nói không? Trong đó cái sợi A alpha này, nó có khuynh hướng dẫn truyền nhanh nhất thì nó sẽ dẫn đi tới một cái bộ phận cực kỳ quan trọng đối với chúng ta, đó là cái tiểu não. Hiểu chưa? Đau rất là dễ gây mất thăng bằng, và do đó cái thông tin điều chỉnh của cảm giác đau lên trên cái tiểu não rất cần thiết cho cái việc giữ thăng bằng. Và mấy đứa có thể biết là bất kỳ cái môn võ thuật nào thì một trong những cái đòn tấn công của địch tới địch thủ là trên thủ đầu. Hình dung ra không? Và đau dẫn tới mất thăng bằng. Hiểu chưa? Thế nào phải té à? Hình dung ra không? Có những cái môn võ thì nó gây té tàn bạo hơn. Ví dụ như karate hay là taekwondo thế này. Tung một cước vào mặt, nguyên cái xương gót đập vô cái xương gò má, phải không? Nó có thể bẻ tay cái xương gò má được. Đúng không? Đó là những môn võ tàn bạo, cái cung phu của Lý Tiểu Long nữa nè, cũng như thế là sạc bóng. Có những môn hiền lành hơn, ví dụ như là Aikido, cũng làm đau, cũng làm mất thăng bằng để té. Nó không có nổi vỡ xương, nhưng mà nó chỉ có trật khớp thôi, đỡ giảm mang hơn chút. Với Aikido, Aikido nó sẽ gây cho con đau, và nếu con không tìm cách để con giải tỏa cái đau đó thì con sẽ bị đá giá một chuyện trật khớp. Tin không? Đứng lên, bước ra đây. Đó, cô tí này. Đây có vẻ cô tí này.
không? Không. Em thấy không? Nếu mà em dùng sức để em xô anh chàng này thì cũng đi vào không té nha. Nhưng mà rất là nhẹ nhàng nè. Hai tay này cầm một bàn tay của anh ta, nhưng nếu mình làm vậy thì đoạn anh ta sẽ thấy. Biết chưa? Biết chưa? Nhưng mà không thể để lại hậu quả và là vô sinh. Đó, thầy muốn nhấn mạnh một điều sau rất là quan trọng trong cái chuyện cần phải điều chỉnh được cái thăng bằng. Thầy nói này không phải đi chơi đâu, mai mốt tụi con sẽ học một môn được gọi là pháp y. Có những cái thì con sẽ phải biết giám định cái người bị hương bị đánh, hiểu chưa? Hiểu chưa? Phải có kiến thức để biết. Để biết coi là cái người bị đánh chẳng hạn họ khai họ té có điều đó có không? Làm sao để xác định? Và cái người tấn công, nếu nó cố tình thì nhất định là nó sẽ làm gây mất thăng bằng. Còn nếu nó không gây mất thăng bằng, có thể thương tổn rất là nặng nhưng mà nó không chú ý để nó làm té. Ví dụ cái cùi chỏ đánh vô xương ngực của mấy em, hiểu chưa? Có thể làm gãy xương sườn đó, mà không hề té. Gãy xương sườn mà lỡ xương sườn nó gãy chọc vô màng phổi thì nó chỉ bị tràn máu màng phổi thôi chứ chả có gì xảy ra. Chút xíu theo ông bà nhưng mà té gì hết, hiểu chưa? Đó là những cái chuyện phải biết á. Rồi như thầy nói, cái sợi alpha này sẽ là một sợi dẫn truyền đi lên trên tiểu não. Diễn cho xem tiếp đi. Đó, đây là cái chỗ tận cùng của cái neuron thứ nhất. Đó, tốc độ nhanh nhất nó sẽ đi theo cái đường này. Thấy chưa? Và đây chính là cái đường lên trên tiểu não. Thấy chưa? Cơ thể nó có cấu tạo sẵn như vậy á. Hiểu không? Học anatomy có biết cái đường này không? Đường này tên là đường gì? Đường này tên là đường gì? Anatomy chưa? Anatomy của hệ thần kinh chưa? Đó là đường thủy sống tiểu đạo. Spinal cerebellum tract. Đó như thầy nói, tốc độ dẫn truyền nhanh nhất thì nó sẽ được dùng để làm gì? Điều chỉnh thăng bằng. Rồi. Bây giờ như vậy tất cả những cái đường còn lại, kể cả cái đường đau, nghe mấy em, nó sẽ được dẫn truyền đi theo kiểu này qua cái neuron thứ hai. Và bây giờ đến đây chúng ta nhìn ngay chỗ này chính là cấu trúc lưới chúng ta đã có dịp nói tới trong các bài trước đây. Thấy rõ chưa? Đường dẫn truyền cảm giác không những chỉ là đau, mọi đường dẫn truyền cảm giác đều có cái nhánh rẽ đi vô trong cái bụng, đi vô trong cái bụng này cũng luôn. Trong đó thì cái đường dẫn truyền đau là cái đường kích thích ác nhất. Cho nên bất cứ khi nào cái cường độ đau tới một mức độ nào đó thì cái chuyện mất ngủ là chuyện đương nhiên. Cái chuyện mất ngủ và chuyện khó ngủ là chuyện đương nhiên, không có gì phải bàn hết. Cũng như câu hỏi đầu tiên cho mấy con khi đụng tới bệnh nhân mà người ta than đau, luôn luôn phải hỏi giấc ngủ buổi tối được không. Khi nào nói là ngủ ngủ mà không ngủ buổi tối thì phải biết là cái cường độ đau nó đáng kể rồi đó. Hiểu chưa? Ở người lớn tuổi mà mới xuất hiện cái đau gần đây kiểu như thế thì một trong những cái mình phải nghĩ tới đầu tiên đó là cái gì?
ao vô viêm di căn. Đúng chưa? Chứ đâu có vừa đâu. Còn nếu cái đau xuất hiện từ năm này qua năm khác thì ít làm cho mình nghĩ đến cái điều đó. Hiểu không? Cái đau cấp tính và trong thời gian rất gần ảnh hưởng đến giấc ngủ một cách nghiêm trọng thì hãy coi chừng đó là một viêm di căn. Cái sự thật đó nó hiển nhiên, nhưng mà nếu không biết và không để ý tới nó thì nhiều khi nó xuất hiện ngay trước mắt mình cũng là thấy được đó. À, con nên về nhà coi lại cái phần gọi là ung thư, thầy mở đường tới đó là đủ rồi, hiểu chưa? Cái gì thầy mở đường rồi về nhà kiếm đọc lại, hiểu chưa? Thầy gợi ý cho biết là nó như vậy đó, để coi nó di căn vô đâu thì nó gây kiểu đau như thế, hiểu chưa? Những loại ung thư nào hay có kiểu di căn đó, chứ không phải tất cả ung thư. Ví dụ ung thư buồng trứng, ung thư cổ tử cung, hiểu chưa? Ung thư tiền liệt tuyến hay có kiểu di căn đó, hiểu chưa? Ung thư gan không có kiểu di căn đó, hiểu chưa? Cái gì cũng phải học tới nơi tới chỗ, hiểu chưa? Không có cái chữ đau ở trong ung thư là tất cả mọi cái đều đổ vô một cái thùng rác như nhau. Cái này từ xưa giờ tụi con vẫn coi ở trong đầu tụi con cực kỳ đơn giản, kiến thức là ghét chữ này với chữ kia, đó là cái sự ngu xuẩn vô cùng tận, hiểu chưa? Đọc cái tứ nơi đến chỗ phân biệt từng cái rồi nó sẽ đương nhiên nó đi vô trong cái vùng, cái vùng mà cấu trúc lưới tiếp thì diễn. Thấy không? Sau đó nó sẽ tận cùng ở đâu? Ở cái đồi não. Thấy rõ chưa? Và cuối cùng cái neuron thứ ba nó sẽ dẫn truyền từ đây lên trên bộ não. Đây là một cái đốt tủy, cái đốt của cái tủy sống. Một cái đốt tủy sống bao giờ cũng gồm có cái phần chất xám với cái phần chất cám. Cái mình nhìn thấy ở đây là cái chất xám, nó tạo thành một cái hình cánh bướm, người ta gọi là cái chất xám tủy. Cái đặc điểm của chất xám này là nó có cái sừng trước rộng ngắn và cái sừng sau thì kéo rất là dài. Cái sừng trước là cái chỗ phát xuất của những tế bào vận động từ trong tủy đi ra ngoài. Trên cái chỗ này nó sẽ gọi là cái rễ trước, ventral root. Còn cái này là nơi dẫn, nơi tập trung của những cái neuron dẫn truyền cảm giác, nó sẽ đi vô trong cái rễ sau. Bây giờ thì trong vòng vài ba chục năm gần đây, khi mà nhờ những cái phương tiện tối tân hơn, có thể là gắn phóng xạ hay gắn bình quang, thì người ta thấy là có gần tới 14% những cái sợi dẫn truyền ở đằng phía sau này, cái sợi dẫn truyền cảm giác nó không đi vào cái đường của cái rễ sau mà lại chui vô bằng cái rễ trước nha, hiểu không? Có tới gần 14% các cái số lượng sợi. Và đó là điều người ta mới biết trong vòng khoảng 20 năm trở lại đây. Cho nên nếu tụi con học với lại mấy thầy về sinh lý hay về giải phẫu chẳng hạn, mà lại khoái kể chuyện cổ tích tấm cám gì đó, thì họ sẽ không bao giờ nói điều đó. Họ khẳng định một điều, tất cả cảm giác đi đằng sau, tất cả vận động đi trước, đó là một khẳng định sai. 25 năm trước đây khẳng định là ok, hiểu chưa? Bây giờ thì không phải. Từ 1992 tới bây giờ người ta không cảm nhận điều đó nữa. Bây giờ nhìn đây, đây là một cái đường dẫn truyền của cái sợi C bằng cái thụ cảm đầu. Thấy chưa?
nó sẽ tận cùng một cái sườn sau của cái sự sống. Rồi, cái neuron thứ hai chính là lateral spinal thalamic tract, đi theo đường này. Thấy rõ chưa? Thấy rõ chưa? Nhưng mà nên nhớ như thế này, khi nhìn đây, không phải lúc nào trên mọi chỗ trên da cũng đều chỉ có thụ cảm dẫn theo cái đường C, tức là thụ cảm đau, nó còn vô số loại thụ cảm cảm giác khác. Hiểu chưa? Tất cả nó nằm mix, nó trộn lộn, xà ngồ vô với nhau. Nhưng ở đây mình lưu ý nè, có một cái sợi rất là ít myelin, đó là sợi A-delta, với tốc độ dẫn truyền vào khoảng 30 mét trên một giây. Thì cơ thể mình hay sắp xếp một cái phương hướng là cái gì mấy em? Nó sẽ đi cặp với lại cái sợi C. Nó đi cặp với cái sợi C. Và nhiệm vụ của nó rất là rõ ràng, đó là không phải tạo ra cái cảm giác đau, mà định vị chính xác cái cảm giác đau. Bây giờ có ai có cái đầu nhỏ hơn không? Con ba không? Để lên xong rồi để ngón tay nè. Hiểu không? Có thấy được vị trí chính xác không? Có không? Hay là thôi không cắm đi nữa, đây nó nhạy cảm quá. Cắm này cái này nè. Biết là chỗ không? Hả? Và không biết là khi kích thích không đủ làm cương tổ mô thì nó sẽ làm kích thích định vị cái vị trí không? Mà không phải là cảm giác đau không? Không có đau. Nhưng mà rõ ràng thấy được ngay chỗ nào. Phải chưa? Đó, cái cảm giác ngay chỗ dạng đó chính là nhờ cái sợi A đem tay. Nó hay có phương hướng đi chung với lại cái sợi C. Thân cho tụi con là thầy dạy bài này á, ở cái nước này không có ai dạy cái bài đâu, với lại thuốc giảm đau bằng thầy hết á. Cho nên là khi nào cái hội thần kinh của Việt Nam họ, hay là khi nào cái hội đau, một cái chi hội của hội thần kinh, hiểu chưa, thì luôn luôn cái người mà đụng đến những chuyện này đó là thầy. Và khi nào không có mặt thầy thì thôi, còn khi nào có mặt thầy trong những cái hội nghị như vậy thì không ai dám lên tiếng gì về cái đau hết, hiểu chưa? Mà không phải bây giờ, từ nhiều năm nay rồi, thầy một mình một chợ với cái chuyện đó. Thầy thấy đó không phải là điều bình thường, mà thầy thấy đó là điều tệ hại. Tại vì thầy sắp chết rồi, vậy mà không có người nào trẻ ngoi lên để có thể đặt thầy xuống, hiểu chưa? Đó là một sự lụng bại của giáo dục, hiểu không? Hiểu không? Tới bây giờ thì vẫn còn nói chuyện này là nói với thầy, đó là một sự lụng bại của giáo dục. Lẽ ra bây giờ là những người trẻ làm chuyện đó chứ không phải thầy làm nữa. Cũng như ví dụ như là ở đây, đừng có buồn nha chị Yến. Đáng lẽ là mấy cô thầy ở bộ môn dược lý, những người trẻ phải làm chuyện này thay thầy, nhưng mà vẫn chưa làm được. May là thầy vẫn còn sống tới bữa nay. Chả có gì bảo đảm là sẽ làm thầy vẫn còn sống hết. Hả chị Yến? Phình lớn lên, mấy cán bộ giảng trong bộ môn dược lý phình lớn lên, chuẩn bị tinh thần là thầy có thể chết bất cứ lúc nào, hiểu chưa? Theo ông bà bỏ cuộc chơi hồi trẻ thì là ngày mai trăm đám xuân xanh ấy, biết không? Biết thơ Hàn Mặc Tử không? Có kẻ theo chồng bỏ cuộc chơi, biết không? Còn thầy bây giờ chồng vợ chó gì nữa, bây giờ chỉ có theo ông bà bỏ cuộc chơi thôi. Đó, tóm lại đây, luôn luôn có một cái sự couple, tức là cặp đôi giữa cái gì? Giữa cái sợi C với cái sợi A-delta. Tốc độ dẫn truyền của cái sợi C là tốc độ chậm. Tốc độ dẫn truyền của cái cảm giác của trên cái sợi A-delta là tốc độ nhanh hơn. Cho nên người ta nói là một cái cảm giác đau bao giờ cũng có hai thành phần. Nó gọi là đau nhanh, xác định vị trí, em hiểu không? Xong rồi đau chậm, xác định cái cảm giác nhức buốt. Thường cái cảm giác nhức buốt mình không thể định vị được, mà chỉ có cảm giác tiếp xúc của cái chuyện gây ra cái tổn thương đó mình định vị được. Thấy không?
Có thấy không? Ví dụ mới bị con ong nó chích vô ngón tay một cái, ngay trong cái khoảng thời gian đầu tiên mình thấy được cái vị trí chích, đúng không? 5-10 phút sau đó bị đau tùm lum tào lao lên thì mình thấy nguyên ngón tay đau, thấy rõ chưa? Xác định được cái vị trí lúc đầu của kim đâm vô rất là khó, nhưng mà ngay lúc đầu thì em xác định được điều rất dễ dàng, hiểu không? Cái cảm giác mà định vị đó chính là cảm giác của cái sợi adenta, nó gọi là đậu nhanh. Đây chúng ta thấy đây là fast, đây là slow, thấy rõ chưa? Đó, đây là bốn cái loại sợi mà thầy nói với em, nó dẫn vào trong cái vị sống. Mấy em coi cái sợi đó, mỗi một cái loại sợi như thế nó sẽ tận cùng vào trong những cái lớp chất xám khác nhau của cái vị sống, trong chất xám thôi, có thấy không? Thế nó dẫn truyền vào những chỗ khác nhau không? Thấy không? Không có hề giống nhau, không có hề vào cùng chỗ. Ví dụ như là mấy em nhìn cái sợi này, đây, theo cái đường của nó, mấy em sẽ thấy cái sợi này nó đi đến cái vùng số 9 của cái chất xám. Cái vùng này là vùng chứa những cái neuron vận động. Con biết là khi mình cầm cái búa mình gõ vô cái đầu gân xương thì nó sẽ làm cái co, người ta gọi là stress reflex của mấy cơ bắp, đúng không? Đây là đường dẫn truyền của cái stress reflex ở cơ bắp, một cái neuron trung gian, một cái nó rất là nhanh, nó đi vô trong, và khi nó đi ra ngoài, nó đi ra nó tiếp xúc ngay với một cái neuron vận động, do đó mình thấy nó co cơ, mà không phải là chỉ có một cái cơ co, nó lại còn đi theo một cái cơ nữa, đi theo một cái thần kinh nữa để kích thích cái cơ, làm cho cái cơ nó duỗi. Biết điều đó không? Khi em gõ đây nè, cái cơ gì đầu nó co, nhưng mà cái cơ tăng đầu nó duỗi. Cái đó được gọi là một cung phản xạ, đúng chưa? Cung phản xạ gân xương, đúng chưa? Lâm sàng gọi là gân xương hay là gân cơ, lại có gì lại khá là như thế. Cái bản chất của nó về mặt cấu trúc đó là như thế. Thấy rõ chưa? Rồi. Bây giờ mấy em nhìn cái sợi đỏ đây, mấy em sẽ thấy là đó là chính là cái sợi C đó mấy em. Nó sẽ tận cùng ở cái lớp 1, nó sẽ tận cùng ở cái lớp 1 là chính. Mấy cái hoạt động của chúng ta sẽ nói sau, nhưng nó tận cùng ở lớp 1 là chính này. Hiểu chưa? Rồi cứ nhìn như thế đi, rồi chút nữa sẽ coi. Bây giờ đây là một cái hình vẽ chi tiết hơn để cho chúng ta thấy. Nhìn coi sợi A alpha này, có phải chính là sợi tạo ra cái cung phản xạ không? Phải chưa? Đây là cái sợi đi lên trên cái tiểu não luôn, hồi nãy mình nói nè. Hiểu chưa? Cái nhánh rẽ của nó sẽ tạo ra cái phản xạ gần xương. Có thấy đó là phản xạ nhanh nhất không? Nhanh nhất không? Nghĩa là trong thực tế cái phản xạ nó xảy ra trong bao nhiêu? 5/1000 giây. Nó hoàn tất cái cung thần kinh đó nè. Hiểu không? Có phải này tới 120 mét không? Chạy có mấy cm không? Thì là một phần rất nhỏ của một giây thôi. Nó hoàn tất cái sự dẫn truyền không? Và nếu mà em nhìn như thế em sẽ thấy là cái gì? Cái điểm thế đầu của tế bào nó đang tỉnh cùng. Thấy rõ chưa? Thấy rõ chưa? Nó rất là nhanh. Rồi bây giờ chúng ta nhìn cái sợi A-beta. A-beta nó dẫn những cái cảm giác tinh vi với mấy em. Thế nào là cảm giác tinh vi? Ví dụ bây giờ mấy em nhắm mắt lại, thầy bỏ trong tay em một miếng vải với là một miếng giấy, em có phân biệt được vải với giấy không? Đó, cái cảm giác như vậy nó gọi là cảm giác tinh vi. Hay là khi mà chạm nhẹ cái gì em nhắm mắt, em vẫn có thể biết được ở chỗ nào trong cơ thể em bị chạm. Hiểu chưa? Cái cảm giác như thế, light touch, thì nó sẽ gọi là cái gì? Nó sẽ được dẫn truyền một cái sợi A-beta. Và có phải là sợi A-beta với sợi A-alpha đó là những cái sợi có tốc độ dẫn truyền rất là nhanh không? 120m đến 70m không? Cái sợi A-delta em thấy nè, hầu như tất cả những cái sợi A-delta mấy em, nó đều tận cùng một cái lớp 1 của cái vị sống.
Trong khi thật ra cái sợi C đó mấy em thì nó phân bố ở lớp 1 với lớp 2. Sinh viên dược khoa có thể không cần biết điều này, nhưng mà sinh viên y khoa nhất định phải biết điều này. Chính những cái lớp khác nhau là mấy em nó quy định cái chức năng riêng. Nếu mà mấy em biết một chút xíu về tinh học, mấy em có biết khi mấy em gửi một cái email thì nó sẽ gói lại thành một gói, biết không? Và nó truyền những cái gói đó. Cái thua của internet trong chuyện gửi một cái email, mấy em, nó truyền trên một tần số, nó truyền trên một tần số, trong khi cái neuron của mình á, khi mấy em gửi những cái thông tin ở ngoài, em thấy không? Nó truyền đi bằng rất là nhiều tần số khác nhau. Tức là nó bẻ gãy nó ra thành những gói thông tin rất là nhỏ, hình dung không? Xong rồi cuối cùng khi nó dẫn lên trên não, nó mới tích hợp tất cả những cái đó lại, có hình dung ra không? Gần thành ra như vậy, gần như có chuyện ngãn mạn cho cái chuyện truyền thông tin qua cái đường cảm giác, có hình dung ra không? Ví dụ giờ em gửi một cái email 20 kilobyte chẳng hạn, phải không? Nó đi theo chỉ có một đường thôi, có một đường dẫn truyền thôi, hiểu chưa? Còn trong khi với 20 cái thông tin một 20 kilobyte như thế thì ở đây nó sẽ phân tích là 4-5 đường khác nhau, em hiểu không? Thành ra như vậy trong cái tốc độ truyền thông tin ở trong cái hệ thần kinh của mình cho cái sự tổ chức này mấy em gần như không bao giờ có sự ngắn lại. Với một cái kích thước thông thường cần thiết cho đời sống của mình gần như không có, không có sự. Có được học cái skill gì về thần kinh mà trong đó thì nó đưa cho mấy em coi một cái gọi là vibration sense không? Đọc một cái diapason, biết không? Cái âm khoa, biết không? Ta để vào trong xương em thấy có cảm giác luôn không? Đó. Nó đi theo hai con đường là cái gì mấy em? Yes, man. Phải chưa? Biết chưa? Cái thụ cảm, cái thụ quan Messner và một cái thụ quan nữa là cái Pacinin, hai đó nó phối hợp nó tạo ra cho em cái cảm giác rung. Và em thấy là cái cảm giác rung em có thể nghe được tốt nhất đâu đó vào khoảng 128 kHz. Như vậy là trong một giây, còn thấy không, nó làm tới 128 cái xung lực khác nhau, cơ thể mình vẫn cảm được, hiểu không? Và cái cảm giác rung đó là đi theo cái sợi. Có không, có làm cái thí nghiệm là như vậy không? Xong rồi mấy thầy cô dạy cái đó về lâm sàng, nói nó có ý nghĩa gì? Nó có ý nghĩa gì? Để làm cái gì? Đối với một bác sĩ khám cảm giác tinh vi để làm cái gì? Ai nói không? Biến chứng thần kinh trong bệnh tiểu đường, cái đầu tiên bị ảnh hưởng là vibration sense, chứ không phải đau hay là mất cảm giác đâu, à, mất hay là giảm cái cảm giác luôn, hiểu chưa? Tại sao bệnh lý của tiểu đường sẽ là một bệnh lý xảy ra trên những sợi thần kinh có nhiều myelin? Do đó hai cái thần kinh mà bị ảnh hưởng nhiều nhất trong bệnh lý tiểu đường đó là sợi A alpha và sợi A beta. Và cứ nếu khi nào em giảm cái cảm giác luôn như thế thì em sẽ có khuynh hướng xuất hiện cái cơn đau tự phát, chứ không phải xong rồi thầy gõ cái để lên xương cái cười cười gò cũng gõ để xương cười cười hay lắm chó gì biết. Học cái kỹ năng cho đó nha mấy em, trong cái kỹ năng khám bệnh không có một cái quái gì vừa cả. Và nên nhớ là cái này nó chỉ vào khoảng tốt nhất được bao nhiêu mấy em? 128 chu kỳ giây, tức là tốc độ lên 256 chu kỳ giây bắt đầu cảm thấy không thấy rõ rồi, hiểu chưa? Nó chỉ vào khoảng từ 120 tới 128 chu kỳ giây là cơ thể mình đáp ứng dạng nhất.
Do đó cái đó là một cái đáng lẽ bắt buộc mọi người phải làm. Thì ở đây không ai làm cả. Đó là khi một bác sĩ chuyên môn về tiểu đường chăm sóc cho bệnh nhân, câu hỏi đầu tiên của họ, bệnh nhân có biến chứng thần kinh chưa, làm cách nào để kiểm tra điều đó, hiểu không? Đó chính là cái migration center. Có thấy bác sĩ nội khoa nào có cái đó trong túi đâu, nhìn cái đó còn cười cười, đúng không? Đúng không? Ở trong đời thầy, cái đó đối với thầy quan trọng lắm. Hồi nhỏ khi mà thầy không học y khoa, cái đó chính là cái dụng cụ để lên dây đàn, hiểu không? Cái dụng cụ để lên dây đàn, hay là khi điều khiển cái dàn nhạc thì đó chính là cái công cụ để mình nghe cái độ cao đó, hiểu chưa? Muốn nghe để lên tay phải bắt đầu bắt cái người trong quan học sướng, sướng lên cái nốt la mẫu, hiểu chưa? Sướng đúng cao độ đó thì sẽ bắt đầu hát được đúng, hiểu chưa? Một ca sĩ bây giờ kiểu như Đàm Vĩnh Hưng gì đó, hiểu chưa? Cái lỗ tai người nào nhà nghề nghe sẽ thấy là cái gì, nó hát không bao giờ đúng cao độ cả, lúc nào cũng trên này một chút, trên kia một chút, hiểu chưa? Hiểu chưa? Xong rồi hát é lên như là heo được chọc tiết. Vậy mà thế hệ tụi con tái lắm, nghe là bao nhiêu âm hoàng đẹp liền, mẹ tiếp lúc bỏ chào. Ca sĩ Việt Nam mà mấy cô mấy cậu trẻ trẻ ở đây thì thầy thấy có một người hát cao độ đàng hoàng, đó là ca sĩ Mỹ Linh, hát cao độ rất là đàng hoàng. Còn Mỹ Công, Phương Thanh gì tào lao đó, hiểu chưa? Gặp lỗ tai nhà nghề nghe kỹ là thấy nó sướt 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 sướt, không có cái nào mướt, hiểu chưa? Còn có một duy va nó thì ca sai dữ, đó là người đã thân với tôi, có biết người nào tôi là thằng Ba không? Cái này hát ghê mẹ. Đó cái âm thanh nó quan trọng lắm em. Và ngay cả cách dạy kỹ năng cũng làm cho các em cảm thấy là nó chẳng nghĩa lý gì đó. Rồi đầu tiên em cũng không hiểu cái đó để làm cái gì. Ở đây cái bộ âm thanh được mấy cái? Mấy cái? Mấy cái? Mấy cái? Có biết là tần số nó bao nhiêu không? Bao nhiêu nữa? Nếu đó là cái hệ thống âm giai của cái hệ thống của cái âm pha mà theo cái âm giai đô thì người ta sẽ có 158, 256, nhân đôi lên nữa là bao nhiêu? 512, hiểu chưa? Xong rồi 1024, và đó chính là cái âm cái hệ thống âm pha để khám thần kinh, với lại khám tính lực rất là tốt. Có được dạy khám tính lực không? Có biết là cái đó để khám phân biệt cái gì biết không? Hội chứng tiền đình, chỗ nào cũng bị ảnh hưởng vào cái ốc tai, lúc nào ảnh hưởng vào cái vòng thẳng khuyên, hiểu chưa? Bằng cái hệ thống âm thanh đó, hiểu chưa? Rất tiếc là thầy không có bây giờ để dạy con tất cả mọi chuyện, chứ nếu không thì cái chỉ cần dạy khám nó thôi, hiểu chưa? Đã đủ khoảng chừng 2-3 bữa học rồi, làm cho tụi con mê tơi luôn. Sau khi học xong được cái đó là con cần cái đi Amazon là lợi hại được tiền, hiểu chưa? Xong rồi nhìn cái con thấy cái người nào cũng được khám tầm bậy tầm bạ dựa trên cái gì đó, hiểu không? Nói nha, trong tiểu đường nó bị biến chứng thần kinh, vibration sense nó sẽ giảm trước, hiểu chưa? Rồi sau khi nó giảm cái vibration sense, bắt đầu là người ta bị ở cái thần kinh lỏng, cái hệ thần kinh được giao cảm, chứ không nó bị ảnh hưởng. Cái đó sẽ xuất hiện trước, cái đó sẽ là cái gì, tiêu chảy ì xèo thuộc cái áp chống mạch lung tung. Đây là cái hình cực kỳ lợi hại nè. Và cái hình này tôi mới lấy được đó năm 2015. Cái hình này người ta chỉ mới viết vào khoảng chưa tới 10 năm trở lại đây. Và lần đầu tiên tôi chụp được cái hình này
nó nằm trong cái cuốn của năm 2015. Cái này nghĩa là cái gì? Trong cái hình này, người ta loại trừ một cái điều hiểu biết rõ ràng, đó là sợi A beta. Nãy giờ chúng ta đã nói. Ở đây còn lại nhìn cái sợi A beta này, cái sợi còn lá cây này, sẽ thấy là khi nó đi vô trong cái rễ sâu của cái cuộc sống nha, nó sẽ tầng cùng ở đâu? Cái lớp thứ năm, cái lớp thứ tư và cái lớp thứ ba. Thấy rõ chưa? Thấy rõ chưa? Phải như vậy không? Đây là đánh số thẳng cho mình nè. Phải không? Rồi, bây giờ nhìn cái sợi A-delta, chúng ta sẽ thấy nó sẽ tận cùng ở đâu? Cái lớp 1, lớp 2 và lớp thứ 5. Bây giờ nhìn cái sợi dẫn truyền cảm giác đau này, hầu như là nó tận cùng trong cái lớp thứ nhất, cái là ở ranh giới của cái lớp thứ nhất, cái lớp thứ hai. Thấy rõ chưa? Trong cái lớp thứ nhất thì cái đường dẫn truyền của cái sợi C này nó sẽ nối một cái neuron, nó gọi là cái neuron đặc hiệu trong cảm giác đau, nociceptive specific. Đó, đó là cái neuron trung gian, cho nên người ta gọi là cái nociceptive specific interneuron, một neuron đặc hiệu, một cái neuron trung gian đặc hiệu với cảm giác đau. Còn ở trong cái ranh giới của cái lớp thứ nhất với lớp thứ hai, chúng ta thấy nó sẽ có một cái neuron trung gian trên cái đường màu đỏ này nghe. Cái neuron trung gian này nó cũng dẫn tới cái vùng gọi là wide dynamic range. Đây, cái này là những cái neuron mà nó gọi là wide dynamic range interneuron. Wide dynamic range interneuron, neuron đáp ứng phổ rộng, cái neuron trung gian đáp ứng phổ rộng. Tại sao gọi là đáp ứng phổ rộng? Là tại vì bất cứ cái đường thần kinh nào, bất cứ cái đường thì những cái rễ nào đều có thể kích thích được cái wide dynamic range. Thấy rõ chưa? Còn ở đây, tại sao người ta gọi đó là nociceptive specific? Tức là cái neuron đặc hiệu cho sự dẫn truyền cảm giác đau. Hiểu không? Và chính cái sự dẫn truyền nó đã tạo một cái đặc điểm cho cái neuron này. Cái nào có nối tiếp với cái neuron này nó sẽ gây cảm giác đau. Cái nào không nối tiếp với cái neuron đó mà nối tiếp với cái wide dynamic range thì nó có nhiệm vụ gì với em? Tạo ra cái vị trí. Hiểu chưa? Để cho người ta xác định cái vị trí của cái thương tổn. Hiểu chưa? Bây giờ nếu chúng ta phân tích cái đường C, chúng ta sẽ thấy là tốc độ ảnh cực kỳ tồi. Trên mặc dù ảnh qua cái neuron trung gian này thì ảnh cũng vẫn là đi vào trong cái wide dynamic range chậm hơn các cái đường kia. Phải chưa? A beta và A delta. Phải không? Phải chưa? Cho nên thật ra cái dẫn truyền cảm giác đau nó khó tạo ra cái định vị. Nhưng mà cái định vị đó bị lấn át bởi hai cái sợi có nhiều vô liên hơn. Thấy rõ chưa? Thấy rõ chưa? Rồi ở đây là cái chỗ chỉ cái cách dẫn truyền trung gian với mấy em. Ở từ cuối cái neuron thứ nhất này đi vào trong các cái interneuron này. Đường nào cũng vậy thôi. Người ta nhận thấy là tất cả những cái neuron ở cái rễ sau đây nè mấy em, nó đều tiết ra một số những cái neuron transmitter hà lá nhìn nhau. Thứ nhất là calcitonin gene protein GCRP. Chịu khó ghi những cái này đi, nếu mình không phải thuộc loại siêu.
mà điều chắc chắn là không có siêu rồi đó. Đây là cái cơ hội để có thể học nè. Có cái chữ CCRP là Calcitonin Reductase Peptide hay là Reductase Protein. Khi nào mấy em nhìn thấy ở trong những cái protein, cái chữ nào mà được gọi là gene related thì cái thằng này nó sẽ là được mã hóa ở đâu, được mã hóa bằng cùng cái vị trí gen của cái calcitonin này. Còn nếu khi nào em thấy một cái protein nó có cái tên là like thì có nghĩa là cái gì, nó giống một cái chuỗi axit amin, hiểu chưa, nhưng nó được mã hóa bằng một cái gen khác, và thậm chí đôi khi nó nằm luôn trên một cái thụ cái nhiễm sắc thể khác nữa. Hiểu chưa, có bao giờ thấy cái protein nào có chữ like chưa? Glucagon like peptide 1, nghe bao giờ chưa, nghe bao giờ chưa? Đây là một trong những chất mà người ta gọi là cái chất cần thiết cho sự phóng thích của insulin. Có bao giờ nghe chữ incretin chưa? Đó, glucagon like peptide 1 là một incretin đó. Thấy chưa? Khi nào thấy chữ like thì em biết là nó có cái chuỗi protein khá giống nhau, cái chuỗi amino acid khá giống nhau, hiểu chưa? Nhưng nó lại được mã hóa từ những gen khác nhau, và thậm chí có thể nằm trên những nhiễm sắc thể khác nhau. Còn khi nào để như thế này nè mấy em, thì nó là cái gì? Nó là cái gen liên hệ tới chính cái calcitonin này. Như vậy thằng này chỉ là một thằng được mã hóa của cái gen tạo ra calcitonin. Có học genetic chưa? Và có biết là khi mà cái gen nó được mã hóa để nó tạo ra một cái mRNA thì nó có một cái giai đoạn nó được gọi là giai đoạn cắt nối splicing, biết không? Và cái sự cắt nối như vậy nó có thể làm xáo trộn các cái exon, hiểu chưa? Trong trường hợp này đây là một sự xáo trộn của cái exon này, hiểu chưa? Rồi chất đầu tiên là calcitonin gene related peptide, chất thứ hai là glutamate, chất thứ ba là cái chất bền. Đây là cái người ta vẽ để biểu diễn tượng trưng chơi thôi nha mấy em. Và ở đây người ta biết được điều hấp dẫn lắm, neuron tiết ra ở đây nè mấy em, để đi vào cái neuron trung gian này nè, với 31 cái neuron transmitter khác nhau. Trong khi đó, tất cả những cái thuốc giảm đau đó mấy em, trừ thuốc tiện ra, em nào cũng chỉ tác động được thuốc một trong số 30 mấy cái neurotransmitter đó, hiểu chưa? Áp dụng cái thuốc giảm đau là cực kỳ mong manh, thấy rõ chưa? Nếu dựa trên cái nền tảng hóa học thì nó cực kỳ mong manh, trừ thuốc tiện. Tại sao thì chút nữa chúng ta biết. Và ở cái sừng sau của tủy sống, cái chỗ mà nó ngừng cái neuron thứ nhất và khởi đầu cái neuron thứ hai, nó có một cái vùng, nó có chứa rất nhiều cái neuron trung gian như chúng ta liệt kê hồi nãy. Nó gọi là, cái vùng nó được gọi là cái lớp thành, biết không? Substantia gelatinosa, nó nằm ở đó. Bây giờ chúng ta trở lại với một điều nữa phức tạp cũng không kém nè. Đây cái đường hình bên này chính là đường dẫn truyền cảm giác đau, phải chưa? Phải lateral spinal thalamic không? Cái chuyện mà muốn học thần kinh thì khi nhìn một cái hình mà nó thắc mắc gì hết, nó có quy ước cả thế giới và theo, nghĩa là nếu khi nào tận cùng một cái nhánh hình chữ V, đó chính là tận cùng của một cái neuron. Ở đầu một cái điểm tròn chính là cái thân của cái neuron kia tiếp.
Thấy rõ chưa? Có phải nãy giờ chúng ta nói đi nói lại bao nhiêu lần không? Đây là đường dẫn truyền cảm giác đau không? Mà thật ra gọi là laterospinothalamic, là nó chỉ đường cái neuron thứ hai. Thấy rõ chưa? Rồi. Bây giờ chúng ta nhìn lại đây. Chúng ta nhìn lại đây. Cái hình bên phải thì chúng ta sẽ thấy có một cái đường phát xuất từ cái vùng hypothalamus. Thấy chưa mấy em? Cái vùng hypothalamus thì nó sẽ đi xuống và nó sẽ tạo ra hai cái đường rẽ. Cái đường rẽ thứ nhất nó đi vào cái chất xám quanh tinh tủy. Ở đây là chỗ có nhiều neuron tạo ra endorphin. Phải chưa? Rồi, cái con đường thứ hai nó sẽ tận cùng ở đâu? Nó sẽ tận cùng ở cái locus ceruleus. Đây là cái nhân mà nó tiết ra norepinephrine này. Thấy rõ chưa? Rồi, một cái neuron nữa đi đằng sau từ cái vùng chất xám canh quinh tủy, nó sẽ đi xuống cái nhân gọi là nhân Raffe. Tôi gọi nó nguyên nhân Raffe. Đây là mấy em. Và cái nhân median Raffe này nó tạo ra cái gì? 5-methoxytryptamine. Thấy chưa? Và cái đường này chúng ta biết đó là đường ức chế đau. Nhìn xuống bên dưới này, chúng ta sẽ thấy đây còn một chỗ nữa, nó có một cái neuron trung gian. Thấy chưa? Ankephalin Hortening neuron. Thấy rõ chưa? Thấy rõ chưa? Như vậy chúng ta có thể nói là cái gì? Cái nền tảng hóa học của cái nhiều đường ức chế đau hướng xuống, nó hoạt động bằng ba cái chất được gọi là neurotransmitter. Thứ nhất đó là thuốc viện. Thứ hai là noradrenaline hay là noepinephrine. Và thứ ba là serotonin. Như vậy, nếu thuốc viện có thể làm giảm đau, hiểu chưa? Thì bản thân của noepinephrine và serotonin đây cũng có thể làm giảm đau. Thấy rõ chưa? Chỗ này là cái sơ đồ về một cái cơ chế người ta biết từ năm 1965 do hai tác giả Wall và Melzack đã đề xuất cái này từ năm 1965. Thì hai tác giả này trong cái khảo sát của họ nhận thấy là cái sợi A-beta tốc độ dẫn truyền rất là nhanh, mấy em biết không? Có phải 70 mét trong một giây không? Như vậy nếu bị kích thích ngoại biên trong cùng một vị trí với lại cái thần kinh dẫn truyền cảm giác đau thì nó với tốc độ 35 lần nhanh hơn, nó sẽ vô trong cái neuron trung gian trước. Thấy rõ chưa? Và khi cái sự dẫn truyền của cái sợi C để dẫn cảm giác đau vô đây thì toàn bộ cái neuron này mấy em nó đã bị ức chế, nó đã bị trơn, hiểu chưa? Có nhớ điện khí động không? Nó sẽ có một vùng trơn không? Hiểu chưa? Nó sẽ gây một cái trơn, và khi trơn như vậy cái đường dẫn truyền cảm giác đau nó bị loại trừ. Đây là lý do người ta có thể sử dụng cái đường dẫn truyền nhanh để truyền tin cái cảm giác đau. Và điều này mấy em phản ứng chắc rất là tự nhiên mà không hề biết. Đứt tay có hay thổi không? Thổi có bớt đau không? Đó, cái cảm giác của cái không khí đụng trên da mình đi bằng đường A-beta này, hiểu chưa? Nó làm giảm đau nè. Xong rồi rên biết không? Có rên không? Có rên không? Rên là làm rung cái thanh quản. Thấy chưa? Và như thầy nói với mấy em hồi nãy, mình dùng cái diapason để mình coi cái độ rung đó, hiểu chưa? Cái lên của mấy em như vậy, nó sẽ có cái tần số vào khoảng 120 chu kỳ giây tới 240 chu kỳ giây, hiểu chưa? Như vậy nó sẽ kích thích cái sợi beta chuyển được dẫn truyền đến sợi beta. Như vậy lên sẽ làm giảm cảm giác đau, hiểu chưa? Tất cả những cái đường dẫn truyền từ phía dưới lên nó bị chặn ngay chỗ, ngay cái chỗ cái neuron mà đi từ cái thanh quản nó lên rồi, hiểu chưa? Và cái đó gọi là khoa học á. Bác sĩ nó nói bệnh nhân đau đừng có rên, nó cho thuốc rồi mà đau rên hoài,
Em hiểu chưa? Thì thứ nhất là cái thằng nó không biết chó gì hết, hiểu chưa? Thứ hai đó là cái thằng vô nhân đạo, thứ ba đó là cái thằng cứ này không có nghĩ gì khác hết. Em có biết là cái đau khủng khiếp là cái đau đẻ không? Bộ Mỹ nó khuyến khích bệnh nhân thở sâu lúc đau và thở kết hợp với cái gì? Thở kết hợp với rê, giảm hẳn cái cảm giác đau, hiểu chưa? Hiểu chưa? Và không gây thiếu oxy cho cái cơ tử cung. Và đó là một bọn được coi như là có trình độ khoa học cao nhất cái hành tinh này, nó hành xử như vậy đó. Còn mình thì thuộc về cái bọn được gọi chắc không có cái gen nào ở cái thế giới này, hiểu chưa? Thì hành xử giống như thầy vừa mới nói với mấy em mình này, bác sĩ mà mặt mũi lạnh như tiền, lúc nào cũng kêu bệnh nhân có rên rồi, nó cho thuốc rồi cũng có rên, hiểu chưa? Thì nó rất là một trong ba loại như thầy nói, nhưng mà thông thường nó có cái đủ cả ba loại đó luôn, tức là vừa dốt vừa mang rợ vừa khốn nạn. Có cần phải nghĩ một tí không?